Tỉnh Hưng Yên dự kiến sẽ khởi công dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4, đoạn đi qua địa bàn tỉnh vào giữa tháng 10 năm 2023. Theo Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của dự án thành phần 2.2 vừa được Bộ Xây dựng thẩm định. Trên cơ sở đó, Hưng Yên sẽ sớm phê duyệt hồ sơ này và tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo hình thức đấu thầu. Dự kiến đến giữa tháng 10 sẽ tổ chức khởi công dự án. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng do ngân sách tỉnh thực hiện. Chiều dài tuyến mỗi bên khoảng 17,7 km, mặt cắt ngang mỗi bên 12 m, gồm 2 làn xe đảm bảo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trên tuyến có nút giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức bằng cầu vượt. Có 5 cầu gồm cầu vượt sông Đồng Quê, sông Bắc Hưng Hải trên hai nhánh và cầu trên đường nối hai đường song hành trái phải.